trở lại chương trình của bản tin ngắn. Vẫn tiếp tục lùm xùm cái đám đảng dân chủ, cái đảng dân chủ đang muốn loại ông Trump ra khỏi cái tiểu bang Colorado bằng cách đâm cái đơn kiện sử dụng tu chứng án thứ 14. Đương nhiên cái sự kiện này nó vẫn tiếp tục make some noise, quý vị, nhưng không thể nào mà thật sự chứng minh được, và chưa có sự kiện nào mà chứng minh được ông Trump tham gia cuộc bạo loạn vân vân, và rất là nhiều những cái nhân vật cũng đang hy vọng là như vậy. Nhưng mà cái vụ kiện này xảy ra tại tiểu bang Colorado, một nhóm cơ quan giám sát đã đề cái đơn kiện Colorado nhằm cố gắng sử dụng tu chứng án thứ 14 để loại ông Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu tổng thống của 2024. Trên thực tế thì Colorado vẫn là tiểu bang của đảng Dân Chủ. Bây giờ ổng có trong cái lá phiếu hay là không có trong cái lá phiếu thì đương nhiên ổng vẫn thua tại tiểu bang Colorado. Cái ổ, mặc dù cái tổ chức công dân vì trách nhiệm và đạo đức được mang tên rất là đạo đức giả, nghe nè, cái tổ chức công dân vì trách nhiệm và đạo đức, tụi bay sợ ổng như vậy hả? Sợ vậy, tụi bay có đạo đức mà tụi bay sợ như vậy. Mặc dù có tổ chức công dân và trách nhiệm và đạo đức Crew có trụ sở tại Washington DC, cái nhóm này đã đệ cái đơn kiện hôm thứ Tư thay mặt cho số cử tri Colorado đang cố gắng ngăn cản ông Trump, đại diện cho một số thôi nha, chứ không phải là toàn dân. Nếu mà thật sự toàn dân nó không muốn ông Trump thì tụi nó có thể bỏ Trump ra khỏi cái lá phiếu của tụi nó gạch bỏ ông Trump, đâu cần tụi bay đệ cái đơn kiện đó. Nghe cái giám định đức giả đó, nó nhóm này đề kiện lên Colorado nhằm ngăn cản ông Trump do cáo buộc liên quan đến cáo buộc đó nha, chứ chưa có kết tội nè. Một ba tu chính án thứ 14 nói rằng các quan chức nhà nước không đủ tư cách giữ cái chức vụ nếu họ tham gia cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại Hoa Kỳ. Cái tổ chức công dân và trách nhiệm và đạo đức giả trước đây đã sử dụng mục 3 để loại một ủy viên quận của New Mexico, người đã vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 khỏi cái chức vụ. Chủ tịch của nhóm đạo đức giả đó là ông Buck Bider nói là cái nhóm này cần bảo vệ cái nền Cộng hòa của chúng ta hôm nay và trong tương lai. Người phát ngôn chiến dịch của ông Trump Stephen Chung gọi cái vụ kiện là một thuyết âm mưu vô lý, và tổ chức này đã kéo dài luật pháp đến mức không thể nào công nhận được. Ông Chung đã nói với chương trình của ABC News rằng những người đang theo đuổi cái thuyết âm mưu này thật là vô lý, và cuộc tấn công chính trị nhằm vào ông Trump đang vượt quá cái sự công nhận của luật pháp. Ông Trung nói với ABC, đồng thời nói thêm rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cái nỗ lực này ngoại trừ trong tâm trí của những người thúc đẩy nó. Ngoại trưởng Colorado Chana cho biết bà hy vọng vụ kiện sẽ làm sáng tỏ ứng cử viên tổng thống của Trump. Bà nói rằng tôi mong chờ thực thi của tòa án tối cao Colorado quyết định này, vân vân. Cái vụ kiện là một phần trong cái nỗ lực của nhiều cái vụ kiện khác nhau, trong đó tiểu bang New Hampshire cũng tương tự. Tóm lại, tụi bay cứ chơi nhau đi. Trong tương lai, nếu tụi bay sử dụng cái sự kiện này được thì cái nước Mỹ bảo vệ cái nền Cộng hòa, mà trong khi đó tụi nó là kẻ đang diệt chế cái nền Cộng hòa, đúng không? Cái nhóm đạo đức giả. Ok quý vị, đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt, tức là trời tiền $2 của năm 1917. Hẹn gặp lại trong chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.